quý vị, cuốn sách Lab, câu chuyện về phẩm giá của một con chó từng là một hiện tượng đặc biệt khi chỉ trong một thời gian ngắn sau khi xuất bản, cuốn sách đã nhanh chóng được dịch ra nhiều thứ tiếng. Nhiều bộ phim lấy cảm hứng từ cốt truyện về Lab đã được đón nhận nồng nhiệt. Tên của Lab cũng đã được người hâm mộ đặt cho những chú chó của mình sau khi đọc tác phẩm. Tất cả điều này bắt nguồn từ tính nhân văn và những chất liệu thực tế đầy thuyết phục mà tác giả Albert Payson Turhan đã viết lại, được dịch sang tiếng Việt bởi dịch giả Vũ Danh Tuấn và nhà xuất bản Lao động ấn hành. Cuốn sách cũng đã để lại những tình cảm đặc biệt đối với diễn giả, tiến sĩ Nguyễn Thị Thu. Có rất nhiều bố mẹ đã hỏi tôi rằng có cuốn sách nào để dạy cho trẻ về yêu thương động vật hay không? Thì tôi xin không ngần ngại để giới thiệu rằng cuốn sách mà thực sự các bố mẹ nên đọc cùng với con đấy chính là cuốn Lab, câu chuyện về phẩm giá của một con chó. Và tác giả cũng chính là ông chủ của Lab, là một người vô cùng yêu chó. Thế nên là những cái lời văn và những cái mà tác giả và những câu chuyện mà tác giả viết về chó Lab thực sự là khiến tôi cảm thấy vô cùng là cảm động. Bởi vì trong cái câu chuyện này, Lab hiện lên không chỉ là một con chó e cốt thuần chủng với một vẻ ngoài xuất chúng đã giành được rất là nhiều những cái giải thưởng ở các hội chợ về thi chó, mà câu chuyện ở đây nó còn khiến cho chúng ta luôn luôn cảm thấy rằng tại sao một con chó lại có thể có được cái sự dũng cảm, sự thông minh, thậm chí và cả lòng trung thành và những cái phẩm chất cao đẹp còn hơn cả một con người. Và trong cái câu chuyện này thì tôi ấn tượng nhất đấy chính là một cái chi tiết khi mà cái lâu đài gọi là tòa nhà mà Lab ở thì có một vị khách, đó là một cô bé đến thăm và người mẹ đã gửi cô bé lại bởi vì cô bé đang cần một cái nơi ở vùng quê yên tĩnh và để nghỉ dưỡng bởi vì cô bé đã bị bệnh rất là nặng. Thế thì trong một cái lúc mà cô bé chơi ở ngoài trời đó và có một con rắn hổ mang đã bò đến, thế thì trong cái khoảnh khắc nguy hiểm đó, bản thân Lab đã lao ra để chặn lại cái con rắn hổ mang và hứng trọn cái nhát cắn của nó. Và sau đó thì Lab đã đánh nhau với cả là con rắn đó để bảo vệ cho cô bé. Thế nhưng mà cái người bà mẹ của cô bé đã không hề biết đến điều này và tưởng rằng là Lab đã đang định cắn cô bé và đã làm hại cô bé, thì bắt đầu là mới đánh rất là nhiều vào Lab. Nhưng mà Lab vẫn vô cùng là nhẫn nại để hứng chọn cái đòn roi đó của bà mẹ. Và sau đó thì Lab đã trốn đi 3 ngày để vùi vào trong bùn. Nhưng bản thân ông chủ và bà chủ của tòa nhà đều rất là tin tưởng vào với Lab. Sau cái 3 ngày mà vùi mình vào cái đống bùn để cho toàn bộ cái chất độc ở trong người đã được hút ra ngoài, thì khi Lab trở về trong cái sự vỡ òa của tất cả mọi người. Chỉ một cái câu chuyện như thế thôi, nhưng nó đã đủ khiến cho bản thân trẻ con ý, các bạn ấy cũng đã được truyền rất là nhiều những cái gọi là về tình yêu cũng như là sự dũng cảm. Và ngoài ra rất là nhiều những cái câu chuyện của Lab đã xảy ra ở trong tòa nhà, đó là khi mà Lab đã lấy cò Lady là một con chó cái và đẻ ra là Sói là cậu con trai. Thì bản thân cái sự nhẫn nại, sự bao dung của Lab dành cho cậu con trai nghịch ngợm của mình cũng đã đủ khiến cho những người làm cha làm mẹ như tôi cảm thấy rằng mình cũng cần phải học hỏi từ động vật rất là nhiều ở chính cái bản năng của một người làm cha làm mẹ, đó là sự bao dung cũng như là sự nhẫn nại trong quá trình khi mà nuôi dạy đứa con cái của mình. Và tôi tin chắc rằng là nếu như bố mẹ dành một chút thời gian để đọc cùng với cả là con những cái câu chuyện ở trong cái cuốn Lab này, thì bản thân bố mẹ cũng sẽ thấy được rằng là sự gắn kết của mình với con cái cũng gia tăng lên rất là nhiều.